Em ấy là đang ở đang làm pha chế ở quán bar. Em ấy không được như người bình thường, nhưng mà em ấy vẫn cố gắng để phấn đấu làm để kiếm tiền. Rất là quý một cái mà nghị lực của em. Không nói được và không nghe được. Và hôm nay em ấy có về quê để chơi và sẵn tiện đây Duy có mặt tại đây để quay cho quý cô chú anh chị xem về cuộc trò chuyện của Duy với em của Duy để cho quý cô chú anh chị hiểu về những người khiếm thị như thế nào nha. Và bây giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn xem cuộc trò chuyện của Di và em của Di là người khiếm thị. Ok. Em của Di là nói là em hiện tại là đang làm công việc như là pha chế nước uống uống là em ấy là đang làm pha chế ở quán bar. Em ấy rất là giỏi nha quý cô chú anh chị, vì em ấy không được như người bình thường, nhưng mà em ấy vẫn cố gắng để phấn đấu làm để kiếm tiền. Rất là quý một cái mà nghị lực của em rất là quý. Tên để gì hỏi em ở ở đâu ở đâu thành phố em ấy hiện tại là đang làm công việc ở thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị. Để Duy hỏi coi em đang làm ở chỗ nào để quý cô chú anh chị biết và có thể là ủng hộ em. Duy thì không có rành về cái cách nói chuyện của người khiếm thị. Những gì mà em ấy diễn tả bao nhiêu anh Duy biết bao nhiêu thì Duy sẽ diễn tả cho quý cô chú anh chị xem nha, nghe và hiểu hiểu rõ hơn. Không, đâu, bao bao nhiêu tuổi?
Ba bao nhiêu tuổi? 30. 30. À, em ấy 30 tuổi nha quý cô chú anh chị, 30 tuổi. Ngoài cái pha chế ra thì em ấy có làm những như là những món ăn và có rất là nhiều người nước ngoài đến để ủng hộ em. Và đây là những hình ảnh của em. À, quý cô chú anh chị thấy không? Đây là những hình ảnh của em đang pha chế. À, em tên là Ánh Xuân nha quý cô chú anh chị. À, Nguyễn Thị Ánh Xuân, Cao Nguyên Cà Phê, Việt Quang, Việt Quang, Nguyễn Thị Ánh Xuân. À, quý cô chú anh chị có mà ở Sài Gòn á thì nhớ biết địa chỉ của em thì ghé ủng hộ cho em. À, vì cái động lực của em, nghị lực của em rất là quý. Đôi khi người bình thường không có một cái nghị lực mà như em. Quán đồ. À, quý cô chú anh chị thấy không? Là cái những video này là do em do em đang hiện cách pha chế ở trên ở một quầy bar. Làm rất là ngon nha. Chị Duy rất là ngưỡng mộ. À, vì em là một người khiếm thị mà em có một cái nghị lực rất là đáng nể luôn đó. Em Duy là rất là nể luôn. Nể vì em ấy là một người khiếm thị mà em ấy nỗ lực rất là nhiều. Duy xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Duy. Và Duy cũng xin kết thúc video tại đây. Rất là cảm ơn em Nguyễn Ánh Xuân. Đó là một người em bị khiếm thị mà em luôn luôn có cái nghị lực để mà vươn lên. Rất là cảm ơn cuộc trò chuyện của em. Xin chúc anh, xin chúc cho em thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Ok, cảm ơn em. Và xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi kênh của Duy. Duy xin chúc cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ và làm ăn phát tài nha. Duy xin cảm ơn quý cô chú anh chị.